afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật thằn lằn. Thì rất là nhiều bạn comment bảo làm đi, hôm nay em làm. Và nhẽ ra là trận này mình mang 12-6, nhưng mà với cái sự nguy hiểm đến từ tiền đạo cũng như là điều phối, nên là mình phải quyết định đổi sang cái nhánh 3-6 cùng với bổ trợ phấn khích, đúng không? Để ngăn cản cái sự sung sướng của tụi nó khi mà tụi nó stun mình được. Và dĩ nhiên mọi người thấy mình nói rất là nhiều về cái vấn đề mà ví dụ như gặp chơi nữ điều phối mà gặp Hunter đầu game thì cứ bắn đi, đúng không? Bắn trước, chứ đừng có nhây cho cố. Đến khi mà bắn rồi Hunter lỡ nó mang phấn khích thì thật sự rất là uổng. Rất là uổng luôn. Rồi, trận này thì mình tắt cái cánh đi nha. Bởi vì cái cánh rất là rắc rối, nó che hết màn hình. Chơi thì đã không men rồi, đã rất là dở rồi. Nhưng mà vẫn vẫn cố tình để cái cánh là coi như là còn dở bạo nữa. Nội lực tăng gấp đôi, cái sự chơi dở, dở kinh khủng. Hôm nay chơi hơi trễ bởi vì nhà mình có ông bà vô. Mà không lẽ giờ ông bà vô chơi thì mình lại ngồi bấm điện thoại thì kỳ. Nên là lúc đấy là mình phải giờ phải làm clip hơi trễ mọi người. Nên là mọi người xem cũng thông cảm cho em nha. Tại vì mình thì mình tâm lý, mình cũng đã từng đi học giống như mọi người. Nên là mình thì rất là muốn đăng clip đúng giờ cho các bạn về coi. Dừa. Nhưng mà hôm nay có ông bà vô này, clip nó hơi bị trễ một xíu, nên là mọi người thông cảm. Giờ là ai cũng đi vào trong cái quá trình học hành rồi, nên là thật sự thì không còn rảnh rỗi như là hè nữa. Ui, từ từ nha, tôi phải để dành cái phấn khích lại. Tại vì mình với nó đang cách một cái ván mà bật phấn khích lên thì hơi phí. Úi giời ơi. Nhưng mà không sao, va chạm mà hụt ấy thì mình sẽ được hồi. Búa vô đầu. Ui. Yo. Ờ, tiền đạo ra kìa. Kinh khủng. Ui, ui, ui. Hay thế nhờ. Mình hơi bị chủ quan. Rồi, thêm một thanh niên. Chắc sửa máy xong rồi ra sân si đây. Thôi. Ngày mà Real trở lại là cưng tắt nguồn. Đó, mọi người thấy không mọi người? Ôi, tiền đảo làm gì nó flywheel vậy? Ai làm? Ui, coi kìa mọi người. Ngày thì tắt nguồn. Kinh khủng. Sao? Biết. Đừng có đụng tới thằng gậy của tao. Xì tun. Biết. Gì đấy? Gì vậy? Thôi, để mình sẽ cho bạn này đi xuống hầm thôi. Thanh niên kia chắc cũng hết bóng rồi. Tông quá trời tông mà, còn tương lai đâu mà tông. Người ta đã không men rồi mà lâu lâu mới chơi lại thằn lằn mà cứ dô xì tun thôi. Security. Tối nay em dạy family mọi người ạ. Trời ơi, thật sự kể quá trời kể luôn á. Nhiều khi thấy ngại ngùng thì đâu. Không biết là tối nay có bị chê không, nhưng mà kịch bản thì mình lên sẵn hết rồi. Chẳng hạn như là I have a cousin, kiểu thế. Xong rồi mình kêu tụi nó chỉ là ngón tay. I là ngón cái, have là ngón trỏ, ở là ngón giữa. Và cái danh từ ấy, thì nó sẽ nằm ở ngón áp út. Đấy, cứ nhìn như thế mà đọc. Hy vọng là cái suy nghĩ của em nó có hiệu quả mọi người. Sợ tương lai mập mùng mịt mờ. Bắn đây. Rồi, nước chua đúng không? Rồi bây giờ mọi người xem tôi cám ghế nè. Con thằn lằn bữa nay được búp lại rồi. Nó kinh khủng lắm mọi người, cứu đấy. Hít. Rồi, hết tương lai. Tương lai mịt mùng luôn. Búa vô đầu. Bây giờ đi cứu con thằn lằn áp lực lắm. Ngày xưa trong cái vùng đạp thì ví dụ như là đạp hai đứa thì nhiều khi không trúng đứa nào. Mà hên lắm trúng đứa. Giờ hai đứa mà vô cái vùng đạp là đạp một phát là văng ra Biển Đông luôn. Sóng dạt ra châu Á, Thái Bình Dương luôn. Ngày mà tụi chị trở lại là cưng tắt nguồn.
Whip it, whip it, whip it. Yo, yo, yo. Yo. Đừng chạy nữa. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Hít. Ôi. Hít. Đúng là tắt nguồn thôi. Rồi, xuống. Rồi, bé gá đâu, đi cứu đi. Hít. Hít. Ủa, cái súng đâu ta? Ủa mọi người, cái súng ở đâu nhở? Bé gá xuống cứu kìa. Rồi, đúng, đúng nơi, đúng chỗ. Rồi. Thôi tôi sẽ giết bà này luôn. Ủa, cái súng bà này ở đâu nhỉ? Hay là đi lục nước hoa để đi cứu hầm rồi. Chém luôn, mệt. Nhảy nhiều khi dơ người ta cười. Nên là mình thẹn thùng, mình chém thôi. Cái đầu cha này ghê quá. Cái phim Dead Load này thì em coi được đúng 30 giây. Vừa vô thì kiểu phim á là phải coi theo kiểu là coi từ tập 1, tập 2, tập 3 đúng không? Em thì em thích vô là cay cấn liền. Chẳng hạn như là cái phim Neverland á. Ôi giời ơi, mọi người thấy không? Độn thổ. Miền Đất Hứa đấy. Vừa vô là thấy hay rồi. Với cả là cái nét vẽ của cái phim Dead Load này kiểu nó mờ mờ ảo ảo ấy. Nhìn nó không có hợp gu, mình cũng không có coi được. Ôi giời ơi. Thôi mệt quá, mình quyết định chém đây. Nhảy nhiều quá dơ, người ta coi người ta cười thối mũi. Rồi tìm đạo kim tiêm rồi. Xì tôn lắm rồi. Không biết là cái súng ở đâu rồi cơ. Mà khi mà con tàn lằn nó bay ấy, thì mọi người đợi cho nó nhấp nhấp lửng 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 gần gần tới mặt đất, hãng bấm bay tiếp thì nó sẽ bay xa hơn nha. Chứ bây giờ mà mọi người thấy bấm liền liền là nó không xa liền liền đâu. Bay rất là ngắn, khoảng cách không được bao lâu hết trơn á. Nè, đó, mọi người thấy không? Bay vậy là hơi ngu nha, chạm bật cả là ngu á. Mình chấp nhận mình là con bóng, à lộn, chấp nhận là con thằn lằn Long Xiên. Trời ơi, siêu, kinh khủng. Một đứa thì nhảy dơ, đứa thì giấy dơ. Rồi chạy đi đâu bà? Không biết là cái trong cái game này nó lạ lùng ở chỗ là khi mà mình chỗ nó lì. Lì quá rồi. Thôi để mình có chút thời gian chơi bạn này xíu. Ố, hitbox gì đấy? Ôi dồi ôi, kinh khủng. Ngày mà thằn lằn trở lại là tiền đạo tắt nguồn. Sao? Hôm nay ai chơi với anh nào? Ố, đều ấy nhỉ. Khéo khéo lại đổi sang tốc biến giờ đấy. Đừng có nhây nhiều, rất là bực mình. Đấy mọi người thấy không, không có mang rào cửa sổ là rất là mệt mỏi luôn á. Thôi bling luôn nè. Thôi bớt emote. Trời ơi. Cái mặt cái skin này nhìn nó sở khanh dễ sợ. Nhưng mà công nhận là cái skin này đẹp hơn cái skin Minh Tú thật. Trời ơi, cái skin Minh Tú đi cả dẹo, cả hẩy á, nhìn mệt luôn á mọi người. Rồi, mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map Bệnh viện Thánh Tâm nha. Và ngày hôm nay thì chơi thằn lằn với buổi sáng thứ năm hơi trễ. Chán ghê, giờ cũng 11h15 rồi. Em là phải em nấu cơm, hôm nay em nấu món cá chê kho gừng. Thêm một món đó là heo dầm cho nó mềm mềm ra đấy, xong ướp tỏi, ngũ vị hương, rồi thêm tí nước tương. Ôi dồi ui, nó bắt cơm mọi người, nó thơm ngon. Canh thì canh bí, bí nấu không thôi, bí chẳng hạn như là nước xong rồi đổ vô vậy đó, cho tí hạt nêm thôi, nước mắm, thêm tí hành lá đúng không, rồi thêm tí
bột ngọt. Đấy. Trời ơi, Rachel nè. Ôi, thực ra thì nhẽ ra là phải có thêm nấu bí, nấu bầu á, là phải có thêm tôm khô hay là tép khô ấy, không thì thịt bằm. Thì cái canh bí rồi nó thơm, nó ngon lắm. Còn nếu giả dụ như là nấu không thì thật sự là kiểu... Tại vì nấu cá với cả thịt thì nó nhiều calo, dầu mỡ rồi đó. Cho nên là nấu bí bầu nước không thôi để cho nó... Trời ơi, cái gì đấy? Dám lụp nhạc, không ngờ đúng không bà già? Đồ tóc biến nè. Tóc biến này mà dơ nữa thì thôi, nghỉ game, xóa clip. Trưa nay không úp clip. Thôi, đầu game được 5 máy đi shopping. Vô. Bây giờ mình nhảy qua kia là phát 1 là tới nữ vũ công rồi. Là hai bạn có cùng cái sự sung sướng là lên ghế cùng nhau. Nè, nhảy nè. Đó. Sang không? Quá sang luôn, nhảy phát tới nơi luôn. Ở trận này không có stun security gì cả nên là cũng rất là nhàn. Ủa, nó đã cứu nhau rồi mọi người ơi. Ui, vô đầu. Chứ đúng ra là nấu mình thấy kỳ công nhất là nấu cái cua đấy. Ui giời ơi. Ôi thôi, tan đời rồi. Trời ơi, sao mà dễ thắng quá vậy? Không men con gì luôn ấy, kinh khủng. Soạn nhạc chắc khóc tiếng Campuchia luôn. Đó, nó đang rục rịch thấy mùi đi cứu rồi đó, nghe tai rồi đó mọi người, không biết đây. Đây nó cứu rồi kìa. Bực bội ghê. Vô. Ông đó đầu vô phòng chờ nói marry me. Ai rảnh. Dù không còn tương lai nữa. Ha. Trời ơi, tưởng ai cứu nữ vũ công chắc tôi xỉu luôn á. Nó xăm 10 con rồng rồi nó mới dám cứu. Ủa, thanh niên nào nổ máy kia? Qua liền. Tới liền. Trời ơi, tại sao dám rong cái máy, nổ cái máy đó trả lời liền. Lòi vị trí quá keo. Chạy đấy. Chạy nhanh lên. Đừng có để mẹ nóng. Dù đạp phá luôn. Khiếp tim gì mà toàn đánh 6 không vậy trời. Keo dễ sợ thiệt chứ. Thường là đồ ăn mà kiểu nấu mà kiểu có dầu có mỡ. Ví dụ như thịt đã có mỡ rồi, kho cá mà thắng nước đường là cũng có dầu thêm nữa rồi. Mà nấu canh mà còn phi tỏi, phi hành, rồi phi thịt, phi tôm, lại dầu nữa thì ôi dồi, nó ngán dã man. Không ăn nổi. Nên là hôm nay mình phải chọn cái phương pháp gọi là nấu theo kiểu clean thôi. Cho tí nước vào thôi là nó đã đủ ngon rồi. Bây giờ là người ta, ngày xưa tôi đi học, không phải người ta nha. Ngày xưa tôi đi học, tôi được cô Văn dạy cũng rất là hay. Đó chính là có hai cái câu, chính là ăn để sống và sống để ăn là hai câu khác nhau nha. Xong cái tụi tôi mới hỏi là ăn để sống là làm sao. Tiếp đấy cô mới nói là người ta nói ăn để có sức, làm việc, kiếm tiền. Thằng nào có tiền nhiều thì donate cho tao, kiểu đấy. Không, nói vui thôi. Kiểu ăn để sống, để làm việc nè, để kiếm tiền, đúng không? Còn mà sống để ăn là chỉ có ăn để hưởng thụ thôi ấy. Nên là cảm giác nó cũng rất là sầu đời, đúng không? Nên là có hai câu đấy. Thì khi mà người ta phân tích ra, người ta dạy văn rồi người ta phân tích ra nghe hay phết. Chứ như người bình thường mình chả hiểu gì, nghe kiểu nó cũng rất là bình thường trong cái sự bình thường, đúng không? Không nhảy vô được, sụp. Giống như cái ông gì mấy bữa nay lướt trên TikTok rồi trên YouTube cũng có mấy bạn ghép mấy cái meme vô mắc cười. Ông nói gì? Thằng nào có tiền thì donate vào cho tao.
Thằng nào tiền nhiều, cái gì nhỏ không nhớ nữa. Thằng nào không có tiền, tiền ít thì một quả trứng. Nghe buồn cười thật sự chứ. Kiểu nhiều khi người ta ngồi người ta nghĩ ra cái nội dung để người ta nói chuyện, nó thêm cái chất giọng, thứ hai là cái thần thái nữa, thì cảm giác rất là buồn cười. Còn có những người kiểu cố gắng làm cho người ta cười mà cũng không cười nổi. Ví dụ như là Hoan 801. Trên stream thì thường thường là anh Linh anh nói không tạo tiếng cười cho mọi người. Chứ em thì em nhạt kinh khủng. Em chỉ mạnh mồm qua cái clip thôi. Khi mà em mở cam em đối diện với mọi người thì em cũng rất là xịt keo. Em không biết nói gì cả. Nhưng mà được cái là khi mà ngồi chơi gameplay xong bắt đầu là được xem, được coi clip. Thì vừa coi vừa nghe, nhiều thậm chí còn chả cần nghe nữa cơ. Giống như cái bộ phim Hậu Cung Chân Như Ý Chuyện gì đó. Tôi không coi luôn á. Tôi chỉ xem cái... Dừa. Hình như là mình chơi mình dễ dãi quá rồi sao. Giờ tụi nó bully mình kinh khủng. Kìa cái máy kia nó rung kìa. Để mình sang mình thịt cổ vũ. Hình như là mình chơi dễ dãi quá rồi. Đâm ra là... Hồi nãy còn 5 máy mà giờ còn có 2 à. Chứ thực ra tôi ở ngoài đời, tôi vô bất kỳ một cái tổ chức hay là một cái căn phòng nào mà có đông người là tự nhiên cảm thấy mình nó bé xíu xíu. Nó không có một cái tương lai tươi sáng gì trong tương lai của chúng ta luôn. Kiểu tự nhiên ít nói hẳn ấy. Nhưng mà khi mà đã quen rồi ấy, là cảm giác nó sẽ khác nha. Ôi giời ơi, cái con kia đâu rồi? Giống như năm 2 thì tôi đang ngồi trên cái bàn rất là bình thường. Đó là cái môn đầu tiên. Xong bắt đầu tôi đang ngồi dậy, tôi chờ bạn tôi tới thì tự nhiên con bé kia nó tới. Nó hỏi bạn ơi có chỗ ngồi chưa? Mình kêu là ở chỗ này còn ghế nè. Cái nó nói ừ vậy cho mình ngồi với nha. Mình cũng ừ ok ngồi đi. Xong rồi mình cũng trơ mặt ra mình chả nói chuyện với nó. Thế tự nhiên nó ngồi nói chuyện với mình. Ôi bạn ơi bạn học cái này môn này là học lại hay sao? Trời ơi. Ồ thì học lần đầu chứ chưa học lại. Trời ơi, người ta gọi là có thiên cơ, người ta gọi là có tâm cơ, có sống hiền lương thục đức thì tất nhiên là cái gì vậy trời. Mệt. Sao má này không có dùng chạy nhỉ? Cho nên là người ta có bao giờ rớt môn đâu. Tôi chỉ rớt cái môn lịch sử Đảng. Ui dồi ôi, nhắc tới mà thấy đau cả đầu. Nhưng mà sau này em rớt, nhưng mà sau này em học được 8.6. Trời ơi kinh khủng. Tại vì năm đó mình học rớt nhưng mà do là nghĩ chủ quan quá ấy. Trong đầu vẫn còn lơi lơi chơi ấy. Đến khi mà mình học lại cái môn đó, lúc đó là mình đã xác định là chắc mình phải học lấy điểm cao để cầm bằng cho nó ngon lành vào, xin việc người ta mới nhận. Lúc đấy là tôi chăm học vô tôi 8.6. Ui giời ơi nó thơm. Nó kệ nó thế là nhà trường bỏ cái điểm cũ đi và dùng cái điểm mới lại để tính cái điểm trung bình môn cho tôi. Đó, thơm, ngon. Cho nên là mọi người sau này có đi học thì mọi người nên xác định là học ngay từ ban đầu nhá, chứ đừng có như tôi. Đó. Đến khi mà năm 4 rồi là không có chạy kịp nữa đâu. Không còn môn để mà chạy ấy. Giống như con bạn tôi á, nó có 6.9 à. Học lơi lơi. Không có hầm ở đó đâu bà nội. Cái hầm ở bên kia kìa. Đến khi mà đến năm 4 rồi xin học bổ sung môn, học kiểu cải thiện môn nhưng đâu có được đâu. Ta đời liền đúng không? Nên là mọi người có đi học đại học thì mọi người nên nhớ là nên học từ giây phút ban đầu. Tại vì em đi trước rồi nên em rất là rõ. Thôi và có lẽ là mình cũng... cho má lên ghế để tính tha, nhưng mà hồi nãy dám được ván lốc. Để sát một xíu mình ra report con này nha mọi người. Hunter marry me. Đó, marry mới cho ván từ đầu vậy đó. Rồi lên ghế nha. Thường ghê vậy đó. Này thì hiệp sĩ diệt rồng. Làm sao có cửa diệt được thằn lằn Lisa đúng không? Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Chiều nay ai đi học thì học tốt, còn chiều nay ai không đi học thì cũng không học tốt nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye bye.